Vâng, tình nguyện xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục cập nhật một số những cái nguồn thông tin nóng liên quan đến câu chuyện của Hồng Loan, mẹ con cô Sáu và cái cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình. Thưa quý vị, cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện mà sao kê của mẹ con cô Sáu. Buổi tối ngày hôm qua thì trong cái luồng live của mình bán hàng của Hồng Loan đó, bán bánh trung thu đó cô chú anh chị, rất là nhiều quý vị khán giả vào để ủng hộ Hồng Loan bán bánh trung thu. Bên cạnh cái sự việc bán hàng thì Hồng Loan cũng chia sẻ một số những cái sự việc liên quan đến cái vấn đề sao kê, một trong những cái câu chuyện là tâm điểm trong những ngày cần qua, khi mà cộng đồng mạng họ gọi là cứ liên tục yêu cầu mẹ con cô Sáu hãy sao kê, đặc biệt là những cái khoản tiền kêu gọi nha cô chú anh chị. Thì Hồng Loan cũng đã tuyên bố trong buổi live tối ngày hôm qua rồi, đó chính là cô chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua cái câu chuyện mà yêu cầu sao kê minh bạch rõ ràng liên quan đến cái số tiền kêu gọi xây mộ rồi cho đến cái vấn đề tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Hồng Loan khẳng định 100% cô sẽ làm rõ cái vấn đề này để lấy lại danh dự cho ba của mình. Cái điều này thì là cái sự mong chờ của rất là nhiều khán giả, và Thanh Quyền nghĩ rằng đó là một trong những cái điều vô cùng đơn giản. Bởi lẽ Hồng Loan bây giờ đó là cô ấy muốn trả lại tất cả những khoản tiền này, chứ không phải để kêu gọi là để lấy làm của riêng dành cho bản thân, hay là kêu gọi khán giả lên tiếng, những người đã chuyển tiền lên tiếng đó, hoặc là tố cáo mẹ con cô Sáu là để lấy tiền lại đâu. Mà mục đích của Hồng Loan đó chính là làm rõ ra tất cả khoản tiền này là bao nhiêu và những ai đã gọi là quyên góp, thì Hồng Loan sau đó sẽ trả lại hết tất cả khoản tiền này, để mà không có cái câu chuyện mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi mà qua đời rồi ông ấy còn phải nợ nần trên trần thế này nữa, để cho ông ấy yên tâm trở về với cõi Phật. Đó là một trong những cái điều mà Thanh Quyền thấy rằng khi phát ngôn nữa thì Hồng Loan lại nhận được rất nhiều những cái tình cảm của khán giả. Bởi lẽ khi còn sống thì cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ông ấy chuyên làm việc thiện mà, một cách âm thầm lặng lẽ nữa, làm gì có nợ nần ai. Nếu có nợ nần và bị người ta đòi nợ cũng do chính gia đình của chú Bảy, gia đình của cô Sáu đã báo ông ấy để ông ấy phải gọi là đi trả nợ. Người duy nhất trên gọi là đất nước Việt Nam này không có đi mượn nợ mà suốt ngày phải đi trả nợ đó cô chú anh chị, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Trả nợ cho em út của mình, một trong những cái khoản tiền không hề nhỏ, nó rất lớn, đâu đó mấy căn nhà mấy ngàn lượng vàng, thì cái số lượng nó có thể nói là vô cùng kinh khủng đến mức độ nào, cái độ ăn chơi qua đó chúng ta có thể thấy là thể hiện được cái sổ đồ ăn chơi của mẹ con cô Sáu cũng như là chú Bảy nó kinh khủng ra sao rồi. Thì Hồng Loan cô ấy cũng đã gọi là tuyên bố một cách rất là cứng rắn, bây giờ đây thì sẽ không có câu chuyện nương tay gì ở đây nữa. Bởi lẽ bên cạnh Hồng Loan đã có một cái nhân vật, đó chính là chị Ni rồi. Chị Ni bây giờ là người đại diện dịch cho Hồng Loan. Hồng Loan cũng đã có cái văn bản ủy quyền cho chị Ni rồi. Cho nên quý vị khán giả chúng ta nên yên tâm về cái vấn đề gọi là nhân nhượng hay là không. Rồi bên cạnh đó là khi Hồng Loan cô ấy ra cơ quan chức năng có bị gọi là tấn công, bị ăn hiếp như những lần trước hay là không. Ngày hôm nay có chị Ni rồi, Thanh Quyền nghĩ rằng là sẽ yên tâm về cái mặt này hơn. Có câu chuyện mà Hồng Loan có yêu cầu được mẹ con cô Sáu sao kê hay là không, thì Thanh Quyền nghĩ rằng nó vô cùng đơn giản rồi. Bởi vì đó là cái câu chuyện của gia đình tôi, của ba tôi. Tôi không đồng ý cũng như là không cho phép cái vấn đề mà mọi người dùng hình ảnh của ba tôi để đi kêu gọi. Tôi làm cái đơn khiếu nại và yêu cầu họ phải tung ra cái danh sách mà họ đã kêu gọi, ai ai gửi tiền bao nhiêu, thì tôi sẽ đứng ra tôi trả tiền lại hết cho những người đó, để cho ba tôi ông ấy không phải mắc nợ, để mà có thể nói là an tâm trở về với cõi Phật. Cái điều đó thì Hồng Loan cô ấy có quyền làm điều này, chứ không phải là Hồng Loan lên cái nội dung gọi là tố giác, tố cáo để mà lấy lại cái số tiền đó làm của riêng nha các chú anh chị. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Ở đây đó chính là Hồng Loan sẽ đứng ra trả lại tất cả những khoản tiền từ những cái khoản trên Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương rồi cho đến là những cái khoản tiền, những cái viên đá, kể cả trong đó có vấn đề của cô Vân Tiên. Cô Vân Tiên đã gửi cho ai và bao nhiêu tiền thì hãy lên tiếng đi, yêu cầu cái người đó gọi là phải đứng ra trả hết cái khoản tiền này lại cho Hồng Loan. Hồng Loan sẽ trả lại cho cô Vân Tiên đầy đủ, không thiếu một xu một cắc luôn, đặc biệt trong đó có sạc hành.
đã gửi tiền cho Sạc Thành mà cứ đòi hồng loan ra rã hàng ngày trên không gian mạng, nói rằng ăn giật rồi bắt cứu này kia. Đó là một điều có thể nói là cực kỳ vô lý nha cô chú anh chị. Rồi bên cạnh đó cái ca mẹ con cô Sáu nữa. Trước khi mà chúng ta thấy rằng cái drama lùm xùm nổ ra thì chưa bao giờ chúng ta thấy cái số tài khoản của Hồng Loan được biết luôn. Không ai biết cái số tài khoản Hồng Loan là gì. Toàn là thấy số tài khoản của cô, mẹ con cô Sáu nè, số tài khoản của gọi là Sạc Thành nè, rồi vân vân, để mà bỏ ra kêu gọi ai mượn. Và ai có cái thẩm quyền, ai có cái quyền hạn để mà đại diện đứng ra kêu gọi cho ba của Hồng Loan, khi bản thân cô ấy không đồng ý nha cô chú anh chị. Người nhà người thân ta không có đứng ra kêu gọi. Nếu như quý vị, chúng ta thử hiểu nè, nếu như mà quý vị đi làm từ thiện đi, quý vị là một người đứng ra làm từ thiện, chúng ta bỏ tiền cho tặng một cái ngôi chùa nào đó, chúng ta cúng dường đó, nếu như mà chúng ta bỏ tiền túi ra thì ok. Còn cái câu chuyện mà chúng ta đứng ra kêu gọi quyên góp để mà gửi vào chùa, thì cái vấn đề đó là cái tâm của chúng ta. Nhưng mà cái câu chuyện là chùa có nhận hay không và chùa có đồng ý hay không, chúng ta kêu gọi cho cái hoàn cảnh đó, nhưng mà cái hoàn cảnh người ta không có nhận, người ta không có gọi là kêu gọi, người ta không có chấp nhận, người ta muốn xây cái tượng Phật đó nhưng mà người ta cũng không có đồng ý là kêu gọi, tại vì kinh phí nhà chùa người ta có, người ta không có nhận kêu gọi, thì rõ ràng quý vị phải trả lại cái khoản tiền đó cho các mạnh thường quân. Nhưng mà đằng này họ có trả hay không, cái là một cái câu chuyện khác nữa nha cô chú anh chị. Rõ ràng là Hồng Loan bây giờ cô ấy không đồng ý cái câu chuyện mà đại diện cho ba, cho gia đình cô ấy để mà kêu gọi xây mộ cho ba. Bởi lẽ ba cô ấy không có nghèo khổ, có tài sản đủ sức để gọi là làm tất cả những cái sự việc này, xây mộ cho ba, rồi là những cái viên đá gì đó Hồng Loan cũng không có cần nha cô chú anh chị. Hồng Loan không cần. Bây giờ đó những ai kêu gọi thì gọi là đưa ra những cái giấy tờ cho nó rõ ràng minh bạch để ba cô ấy không phải mắc nợ, và cấm tuyệt đối cái trường hợp lợi dụng hình ảnh ông ấy để trục lợi, có nghĩa là kêu gọi xong rồi gọi là yểm luôn, yểm luôn. Cho nên là ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm qua, Hồng Loan cũng đã có một lời chia sẻ vô cùng cứng rắn mà được rất nhiều ủng hộ. Và chúng ta nghĩ rằng đó, về phía Hồng Loan, cô ấy có thể nói là đang trong cái quá trình hoàn tất những cái thủ tục để làm cái điều này. Trong khoảng thời gian sắp tới, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến toàn bộ những cái khoản tiền này được làm rõ ràng, minh bạch, trắng đen một cách rõ ràng nhất nha các chú anh chị. Bên cạnh đó thì cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện cô nhà báo Quỳnh Hòa Bình, ngày hôm qua thì Hồng Loan và chị Ni cũng đã hoàn tất những cái thủ tục rồi, trong đó có cái đơn tố giác gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là thông báo và kiến nghị gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu xem xét và đề nghị rút thẻ nhà báo của cô này. Cụ thể thì cái nội dung như sau nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2023, thông báo và kiến nghị về việc nhà báo Huỳnh Hòa Bình, tên thật là Huỳnh Thụy Hòa Bình, liên quan đến hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận bịa đặt, vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi trên không gian mạng. Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, tôi là Võ Thị Hồng Loan, sinh năm 1987, con của ông Võ Văn Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau khi cha tôi qua đời, gia đình tôi xảy ra một số vấn đề tranh chấp về quyền thừa kế và liên quan đến di sản của cha tôi. Bà Võ Thị Hồng Nhung, cô Sáu tôi, đã khởi kiện tôi, Võ Thị Hồng Loan, vụ án dân sự tranh chấp thừa kế, và Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết sơ thẩm theo thông báo số 440/2023 TLST DS ngày 5 tháng 6 2023. Từ khi sự việc tranh chấp xảy ra, tôi đang giải quyết mọi việc liên quan theo quy định của pháp luật. Cá nhân tôi chưa từng phát ngôn hoặc cung cấp bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến sự việc tranh chấp nêu trên, hoặc tôi cũng không nhờ hoặc cung cấp thông tin cho bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào để đăng bài trên các phương tiện điện tử, mạng viễn thông để nói về gia đình tôi, cha tôi và tôi. Tuy nhiên, thì thời gian gần đây, cá nhân nhà báo Huỳnh Hòa Bình được xác định là nhà báo Huỳnh Hòa Bình. Tôi được biết trên trang Facebook của cô có khoảng gọi là 7.100 người theo dõi, liên tục đăng rất nhiều bài viết không đúng sự thật.
về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là cha tôi, ông Võ Văn Ngoan, và tôi là Võ Thị Hồng Loan. Các bài viết này cung cấp những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, cho rằng đối tượng này biết rất rõ bí mật về đời tư của tôi, bí mật gia đình tôi, và dùng rất nhiều những từ ngữ trong bóc bài viết của mình bình luận, nhận định về tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân tôi, gây xáo trộn cuộc sống gia đình tôi, đặc biệt là gây hoang mang dư luận, gây ra những tranh cãi, phe phái, bất bình trên không gian mạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự của xã hội. Từ những thông tin trên mạng đó, thì tôi có căn cứ cho rằng nhà báo Huỳnh Thị Hòa Bình đã vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ khi vu khống, làm nhục cá nhân tôi theo quy định tại 331, tại điều 331, 155, 156 bộ luật hình sự hiện hành. Tiếp theo đó chính là thông báo kiến nghị rút thẻ nhà báo. Tôi được biết Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị quản lý báo chí và an ninh mạng. Tôi cho rằng hành vi thiếu chuẩn mực của đối tượng Huỳnh Hòa Bình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, gây bức xúc cho bộ phận trong xã hội, đưa lên mạng những thông tin nhiễu loạn, gây hoang mang dư luận. Trong khi đó, đối tượng Huỳnh Hòa Bình được xem là người có trình độ, hiểu biết. Những bài viết của Huỳnh Hòa Bình có ảnh hưởng tới dư luận khi trang Facebook của nhà báo này có số lượng theo dõi cao trong xã hội, nên càng phải có trách nhiệm với xã hội, không đăng tải những bài viết mang tính chất công kích, biêu điếu, đả kích, kích động, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác, trực tiếp xâm phạm tới quy định về quản lý môi trường mạng. Vì vậy, tôi thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là cơ quan quản lý về hoạt động thông tin và an toàn mạng, làm việc với nhà báo Huỳnh Hòa Bình, kiến nghị của cơ quan có ý kiến. Thứ nhất là yêu cầu trang thông tin danh nhân văn hóa xã hội làm việc với đối tượng Huỳnh Hòa Bình để chấm dứt ngay hành vi đăng tải và gỡ các bài viết đã đăng các thông tin không đúng sự thật và xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của tôi và gia đình tôi. Tiếp theo là Sở Thông tin và Truyền thông xem xét có ý kiến bằng văn bản gửi Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các cơ quan đơn vị có thẩm quyền để xem xét tư cách đạo đức của nhà báo Huỳnh Thị Hòa Bình. Trường hợp xét thấy có vi phạm đạo đức, kiến nghị rút thẻ nhà báo này. Rất mong Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giải quyết kiến nghị của tôi để góp phần đảm bảo an ninh trên không gian mạng. Kính báo và chân thành cảm ơn quý cơ quan. Chúng ta có thể nghe rất là rõ, đó chính là cái đơn gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến vấn đề kiến nghị xem xét và rút thẻ cái cô nhà báo này. Tiếp theo thì cái đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận, thì chúng ta có thể hiểu rằng đó, về cái vấn đề tố cáo nhiều nơi để người ta xem xét mà giải quyết cái cô này. Hiện tại thì Hồng Loan đã gửi đến gọi là 2-3 nơi rồi, nhà cô chú anh chị, thì không sớm thì muộn cái cô này cũng phải lên gọi là cơ quan chức năng uống trà thôi, để mà giải trình cho tất cả những cái hành vi của mình. Và như Thanh Quyền đã chia sẻ rằng đó, rõ ràng cái vi phạm của cô này là không thể chối cãi rồi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây đó chính là có người đưa thông tin cho cô này phạm tội, chứ không phải là một mình cô này có thể viết ra như vậy. Trước tiên thì chúng ta có thể biết là cô trợ lý nè, bởi lẽ cô này viết cái bài liên quan đến cô trợ lý này, kể rõ mồn một mà nói rằng Kim Nga đã tâm sự với tôi, đã gặp gỡ. Thứ hai đó chính là mẹ con cô Sáu. Không thể nào cô này có thể nói mà viết một cái bài viết mà có những cái giấy tờ như là cái phiếu ở Hội viên Nghĩa trang Bình Dương cho đến cái danh sách kêu gọi. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể có cơ sở khẳng định chính những người trong cuộc đã đưa thông tin cho cô này viết bài. Họ có tổ chức và có đồng phạm. Phạm tội có tổ chức thì cũng bị hiểu được rồi, cái tội nó được tăng nặng hơn rồi nha. Có đồng phạm trong câu chuyện này chứ không phải là một mình cái cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình này. Cái gọi là cái động thái để mà tố cáo cái cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình này cũng là một cái bước đi cực kỳ tuyệt vời của Hồng Loan và luật sư. Bởi lẽ trong đó chúng ta sẽ được biết thêm, được xem thêm những cái người đã đưa thông tin cho cô nhà này có phải là đồng phạm hay là không. Như là cái cô trợ lý này nè, khi mà lên trên mạng đó để mà chia sẻ thông tin cho cô này viết bài, thì nếu như cô nhà báo Huỳnh Hòa Bình này được kết tội thì trợ lý Kim Nga cũng sẽ là đồng phạm có liên đới, ít nhiều cũng sẽ có liên đới trong cái sự việc này nha cô chú anh chị.
Thì đó là một số những cái nội dung liên quan đến buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt đó chính là cái câu chuyện mà Hồng Loan nhất quyết làm rõ trắng đen trong cái vấn đề yêu cầu mẹ con cô Sáu và những người mà đã từng kêu gọi đóng góp cái vấn đề xây mộ trời tại hội viên cái trang Bình Dương cho Ba Bình, sẽ phải gọi là đàm gõ tất cả những cái khoản tiền bên trong đó. Đó là cái điều mà cái vị khán giả chúng ta mong chờ trong một khoảng thời gian, suốt khoảng thời gian vừa qua thôi. Thì khi có thông tin mới em cũng sẽ ngay lập tức cập nhật liên tục để mà gửi đến cho quý vị chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.